Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đang Thắng nha bà con. Hôm gầy hết hết đầu bò cô chú ơi, hết đầu bò bà con cô bác anh đây. Không có đủ gửi. Bây giờ em tăng cường lên, em đặt thêm 2 xưởng nữa, tổng cộng là hiện tại là bây giờ là 3 xưởng cung cấp cho cái chỗ mình làm. Thì em thấy mới đáp ứng cái nhu cầu cũng như của bà con cô chú mình. Thì bên em về mấy mẫu cũng quen thuộc với cô chú mình bên đây nè. Đầu bò không gà, mẫu đầu bò này là thiếu trăm trọng luôn, thiếu không biết bao nhiêu đơn. Thì nếu cô chú nào mà hổm gà em đang nợ đơn mà em chưa gửi được ha, nhờ cô chú alo lại giùm em nha. Cái mẫu đầu bò này là 2x2x2x6 nè. 22x26. Bên em bán với giá là 380.000. Cho em quay cho cô chú nhìn vòng ha. Rồi 18 22 cũng đồng giá là 380. Nhưng có mới về mẫu ở đây. Về được trong ngoài cái của chú em đặt 300 cái mà về được trăm mấy. Người ta làm không kịp, nói chung ví dụ của thời vụ này là người ta chạy marathon cũng giống như mình vậy đó. Ta làm hết công sức. Được cỡ khoảng 130-140 cái vậy. Chứ không có nhiều nữa rồi người ta ngày ngày nữa người ta mới giao tiếp. Để em lấy cái mẫu, hai mẫu cho cô chú mình nhìn để cho cô chú dễ phân biệt ha. Là hai mẫu này nó chênh lệch nhau 100.000 cô chú, chênh lệch 100.000. Em lấy cái nào cho dễ đây. Cái này chắc cái gì em cũng hơi khó lấy. Giờ em lấy cái này trước đây cô chú ơi. Có nhỏ này đi. Số lượng nó nhiều với inox nguyên con bên em có về cô chú. Inox cải tiến là nguyên con inox luôn. Từ 2x2 rồi 2x4, 2x6, 2x8, 3x. Nó dài tới lên trên á. Thì em có về được một ít. Cái mẫu này thì nó mắc hơn nè. Để em xách qua đây để em so sánh giữa hai cái cho cô chú mình dễ nhìn ha. Còn đầu bò không vô vụ nước, cái đầu bò cái nhu cầu của bà con mình kinh khủng. Đây là hai cái mẫu đầu bò cùng vỏ cùng thương hiệu nhau là 2x4 hết nè cô chú. Này 2x4, này 2x4, nhưng mà cái này thì cô chú chạy diện dịch là 2x, cô chú nhớ lưu ý nha, chạy dịch 2x. Loại mẫu bồ đầu bò này nó rẻ nè. Thì cô chú nhìn cái sóng hàng vậy nè, rất là có khoen này, nó khác nhau giữa hai cái nên cô chú muốn chọn cái nào cô chú chọn ha. Thì có khoen đây thì nó ngắn, đắng thì nó cũng bằng nhau. Nhưng bên đây thì được có một cái là cái khoen nó dài hơn, cô chú, dưới nó dập thêm cái là chỗ lợi hại chỗ này nè. Thì người ta dập hai cái sóng này, cái chỗ này chỗ ăn tiền nè, là nó cứng kinh khủng luôn, nó cứng như này. Đó, nó cứng người đầy dập thêm sóng nữa. Cô chú tưởng tượng giống như cái miếng tôn của mình đó. Bình thường mình thấy cái miếng tôn đó, khi mà nó phẳng, cô chú làm nó vũ nó phèn phèn phèn, nó rất là mềm mại luôn. Nhưng mà tới khi cô chú dập sóng lên nó cứng ngắc, nó ngộ vậy đó. Còn này người ta dập hai sóng nè. Cái ưu điểm coi này là dập hai sóng. Giống nó dày hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai người ta thêm cái chi tiết này nè. Cái quay sách cho mình. Dưới thứ ba nữa là người ta có cái niềm để mà cô chú khi mà buộc ống giải nó không bị xúc. Thì tùy theo cái giá tiền mà cô chú muốn xài cái nào mà cô chú xài ha. Cái nào bên em cũng bán hết, tùy theo cái nhu cầu của cô chú đặt bên nào thì em sẽ bán cái đó. Cái này thì bên hãng sản xuất người ta nói là mình đặt chuyển dịch ở đây nè.
là nó tránh tình trạng giống như chiến dịch mình, nếu mà mình để phẳng vậy nè thì mình cắt cái chốt có khi nó bị tuột, còn cái kia người ta tận dụng cái đó nó gà sát vô cái lằn rãnh này luôn, lằn sát sát vô lằn rãnh này nè cô chú, lằn rãnh này nè đó. Bởi vậy nên là mình chạy nó không tuột nước. Còn cái này dùng cho cái này vỏ 2.4, nhưng mà dành cho cái Honda, Honda 5 ngựa 5 cốt thẳng mình cô chú. Cái này nó trong nó chạy dịch nó tắt 8 mà, nhưng mà vỏ 2.4. Còn cái này thì nó chạy dân dịch 2 tắc, cái vỏ 2.4. Cái này thì bên em bán với giá là 380, còn cái này là 480 coi chú, mắc hơn 100.000 đó. Cô chú muốn xài nào cô chú xài ha, rất là dày luôn đó. Còn những cái mẫu này thì bên em có mẫu cũ đâu, mình không thay đổi, chỉ có đặc biệt bên kia là dành cho những cái cô chú mà xài muốn cho nó chắc chắn là cái mẫu mà bên có liền này nè. Em sẽ quay qua đây em sẽ báo cho cô chú mình nhìn luôn ha. Nhà em nãy giờ không về, em chưa có dọn xong mà đẩy hết nữa, công chuyện làm tối ngày không có thời gian cô chú, không có thời gian dọn dẹp gì chứ. Nhưng này là cái vỏ chất 3 tắc này. Vỏ 3 tắc thì cái mẫu cũ của mình á, cái mẫu cũ của mình á thì bên em đang bán với giá là 601 cô chú. Còn cái này mẫu này là nó mắc hơn 100.000 nữa, 701 đó, 100.000. Nhưng mà ốc bên này nó lợi thế một cái là ốc này là nó ốc nó 10 ly, còn cái mẫu cũ mình là 8 ly, cũng dập hai cái gân rất là dầu, rất là dày luôn, gân dày kinh khủng. Cái bản này nó sâu nè, bản này nó rất là lớn. Và thêm chi tiết nữa, người ta kẹp cái này bởi tránh được cái tình trạng là cái quặng nó lắc nè, cô chú thấy nó chắc chắn không, thêm cái niềng đó. Rồi 2.4, 2.8 nó vẫn vậy nha cô chú, 2.4, 2.8 vẫn mắc hơn 100.000. Cái cũ của mình là 2.4, 2.8 xài cho tết 70-80 rồi đó, hoặc đi 6 thì bên em bán 500, thì cái này nó 600, còn kia 601 thì này 701 đó, nó cứ mắc hơn 100 gì đó. Hay cô chú muốn xài cái loại nào thì cô chú xài ha, nhưng mà nó có thêm nhiều cái chi tiết vậy đó. Về được cũng hai nguồn rồi, thêm vài ngày nữa người ta giao thêm mới đó cô chú ơi. Em đặt tới 300 mà giao được trăm mấy, 300 cái đầu bò. Giờ còn dưới đầu bò, đây đang chuẩn bị chở về đầu bò vậy nè. Mấy đó hai chiến tướng của em đó, đó chạy mà tới lột bụng luôn á. Thì còn đầu bò không? Đó, đầu bò này thì bên em nãy em có báo cô chú giá không thay đổi. Tắc 8 ra 2.2 là 380, 2.4 380, rồi 22 ra 26 380 luôn, không thay đổi. Đó, cái loại cũ mình, còn cái loại mới thì mỗi cái nó chênh lệch là 100.000 coi chú, mới mà loại có niềng. Nhưng mà mình để ý mấy cái bầu đầu bò lớn này, nói coi chú để ý mấy cái đầu bầu bò bên mắt này là cái bản này nó dày hơn. Bù lon nó dặn 10 ly, nó thêm một cái quai, thêm một cái niềm, lá này lá lớn hơn, lá này lá 3, còn dễ xài lá 4 đó. Cô chú muốn xài cái dòng nào thì bên em sẽ gửi cho cô chú mình dòng đó ha. Đó, chở máy phát điện về luôn rồi, mở không. Mấy cậu cháu em hôm qua nay tính là lên ít mấy đầu máy cắt cỏ này nè, nhưng mà ở đây nãy giờ mưa với nãy giờ đồ về liên tục rồi không có lên được cho cô chú mình nữa, không biết tối nay còn sức đi lên không nè. Mấy đứa cháu này đang chắc đầu bò vô rồi. Em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu mà cô chú nào mà hổm gầy còn đợi được em mà nhắm cái thời gian mình sắp xếp nó còn kịp á thì cứ alo cho em sẽ lên đơn sáng ngày mai em gửi liền. Còn nếu mà cô chú nào mà trễ mùa vụ á thì mong cô chú bỏ qua giùm em nha, em chưa gửi á, nhờ cô chú mua đỡ chỗ khác.
nếu mình gấp á, bị bên đây em giao đi các tỉnh miền Tây mình á, đặc biệt là miền Tây với lại là 3 ngày cô chú, 3 ngày là mà giao mới tới, nên cô chú cái thời gian sẽ ảnh hưởng tới quý của cô chú ha. Còn bột lắp không gầy cô chú, có cô chú nào hỏi em là bột lắp inox 3.4 mà 2.6 là bên em có dèn cô chú, 2.6 có dèn rất là dày luôn, 3.4 cô chú, cái này vẫn giá cũ như thường lệ 100.000 ký, 2.1 80.000 ký, giờ số ký làm có ghi rõ trên đây hết nha cô chú, em ghi rõ trên đây hết hoàn toàn, cô chú về cứ kiểm tra rồi cân lại à, không có gì hết. 28 rồi, em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú, cảm ơn cô chú như anh chị rất là nhiều, chào cô chú.